tại sao chúng ta lại cần sữa và có giá trị gì? Giá trị đầu tiên là sữa có một cái đặc điểm rất là dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, dễ sử dụng, dễ chế biến. Và một cái điểm quan trọng nhất là giá trị sinh học của sữa cao. Ví dụ chất đạm ở trong sữa so với chất đạm ở thịt, ở cá chẳng hạn, thì các chất đạm ở trong sữa đều khá là dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Và nó có đầy đủ các axit amin thiết yếu. Nếu chúng ta so sánh với chất đạm có nguồn gốc từ thực vật, một số loại đậu đỗ chẳng hạn, thì lại không có đầy đủ các axit amin thiết yếu, vốn dĩ là những cái chất dinh dưỡng rất là quan trọng đối với trẻ em. Bởi vì nếu thiếu các axit amin thiết yếu thì trẻ em chúng ta rất là khó có thể tăng trưởng toàn diện được, khó có thể có đầy đủ nguyên liệu để tạo ra kháng thể này, tạo ra các mô tổ chức tế bào. Thế còn với người cao tuổi thì tại sao lại cần các axit amin thiết yếu? Bởi vì với người cao tuổi thì điều quan trọng nhất là thế này: người cao tuổi có thể sẽ bị lão hóa nhanh hơn và các tế bào bị tổn thương cần phải được phục hồi. Muốn phục hồi 100% chúng ta cần các axit amin thiết yếu. Đây chỉ là ví dụ một chất dinh dưỡng ở trong sữa thôi, đó là các axit amin, mà chúng ta biết thành phần của nó là thành phần nhỏ nhất của chất đạm ở trong sữa có nhiều. Thế còn trong sữa thì có nhiều đường, và đặc biệt là ở đây thì không phải là cái đường mía chúng ta pha để uống, mà nó lại là đường lacto, là những cái loại đường này là đường đơn, cho nên là rất là dễ hấp thu, rất là dễ tiêu hóa, nhiều vitamin, nhiều chất khoáng, tất cả những chất dinh dưỡng này đều cần và đều tốt cho sức khỏe. Dạ. Công ty cổ phần sữa Atralac, dinh dưỡng vàng cho gia đình. Facebook Atralac Milk, website atralac.vn, hotline 1900 866 609.